Pháp giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, trí giải thoát không chấp trước, không ràng buộc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Tổ Bồ Tát Đạo tích tập từ thế căn lành, đem căn lành của Ngài tu hồi hướng như vậy. 1. Tâm chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được cảnh giới tam muội giải thoát. 2. Thân chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được cảnh giới tam muội giải thoát. 3. Miệng chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được cảnh giới tam muội giải thoát. Thân miệng ý ba nghiệp đều đắc được giải thoát thanh tịnh. 4. Nghiệp chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 5. Quả báo chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 6. Thế gian chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 7. Cõi Phật chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 8. Chúng sinh chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 9. Đối với tất cả Pháp cũng chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được giải thoát. 10. Đối với nhất thiết trí cũng chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được giải thoát. Khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, giống như chư Phật Ba Đời tu hồi hướng lúc còn làm Bồ Tát mà hồi hướng. Học hồi hướng của chư Phật quá khứ, thành tựu hồi hướng của chư Phật vị lai, trụ hồi hướng của chư Phật hiện tại, an trụ đạo hồi hướng của chư Phật quá khứ, không xả bỏ đạo hồi hướng của chư Phật vị lai, tùy thuận đạo hồi hướng của chư Phật hiện tại, sinh tu giáo lý của chư Phật quá khứ, thành tựu giáo lý của chư Phật vị lai, biết rõ giáo lý của chư Phật hiện tại, đầy đủ bình đẳng của chư Phật quá khứ, thành tựu bình đẳng của chư Phật vị lai, an trụ bình đẳng của chư Phật hiện tại, hành cảnh giới của chư Phật quá khứ, trụ cảnh giới của chư Phật vị lai, đồng cảnh giới của chư Phật hiện tại, đắc được căn lành của tất cả chư Phật ba đời, đủ giống tánh của tất cả chư Phật ba đời, trụ hạnh nguyện của tất cả chư Phật ba đời, tùy thuận cảnh giới của tất cả chư Phật ba đời. Khi Đại Bồ Tát tích tập đủ thứ căn lành hồi hướng như vậy, giống như mười phương ba đời tất cả chư Phật lúc còn làm Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, hành hồi hướng, học tập cảnh giới hồi hướng của chư Phật quá khứ, thành tựu công đức hồi hướng của chư Phật vị lai, trụ hạnh hồi hướng của chư Phật hiện tại, an trụ đạo hồi hướng của chư Phật quá khứ, không xả bỏ đạo hồi hướng của chư Phật vị lai, tùy thuận đạo hồi hướng của chư Phật hiện tại, sinh tu Phật giáo của chư Phật quá khứ nói, thành tựu Phật giáo của chư Phật vị lai nói, biết rõ Phật giáo của chư Phật hiện tại nói, đầy đủ bình đẳng của chư Phật quá khứ, thành tựu bình đẳng của chư Phật vị lai, an trụ bình đẳng của chư Phật hiện tại, siêng hành cảnh giới của chư Phật quá khứ, trụ cảnh giới của chư Phật vị lai, đồng cảnh giới của chư Phật hiện tại, đã được căn lành của tất cả chư Phật mười phương ba đời, đầy đủ giống tánh của tất cả chư Phật mười phương ba đời, trụ nơi hạnh nguyện của tất cả chư Phật mười phương ba đời, tùy thuận cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Phật tử, đó là hồi hướng thứ 9, tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đủ thứ đạo lý đã nói ở trên là hồi hướng thứ 9, tên gọi là pháp môn hồi hướng tâm không chấp trước, không ràng buộc của Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo. Khi Đại Bồ Tát trụ hồi hướng này, thì tất cả núi kim cang luân vi không thể hoại được, được sắc tướng bậc nhất, trong tất cả chúng sinh không ai bằng được, đều có thể phá tan các ma tà nghiệp, hiện khắp tất cả thế giới mười phương, tu hành tu hạnh Bồ Tát, vì muốn khai ngộ tất cả chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo nói các Phật Pháp, đắc được đại trí huệ nơi các Phật Pháp, tâm không mê hoặc, thọ sinh nơi chốn nào, hoặc tu hành hoặc chỗ ở, thường gặp được quyến thuộc không phá hoại, chánh pháp của chư Phật ba đời nói ra, dùng niệm thanh tịnh thảy đều thọ trì, hết kiếp thuộc vị lai tu hạnh Bồ Tát, thường không ngừng nghỉ, không đường tựa chấp trước, hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền tăng trưởng đầy đủ, được nhất thiết trí làm đại Phật sự, thành tựu thần thông tự tại của Bồ Tát. Khi Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, thì tất cả núi kim cang luân vi cũng không thể phá hoại được căn lành của căn lành hồi hướng này ở trong tất cả chúng sinh. Sắc tướng của Ngài là bậc nhất, tức là 32 tướng, 80 vẻ đẹp, chẳng có chúng sinh nào có thể sánh được.
đều có thể phá tan tà nghiệp của thiên ma ngoại đạo, thì hiện khắp trong tất cả mười phương thế giới, tu tập hạnh của Bồ Tát tu vì muốn khai thị tất cả chúng sinh, nên dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo diễn nói tất cả Phật pháp, đắc được đại trí huệ. Đối với tất cả Phật pháp, trong tâm chẳng mê hoặc, đời đời kiếp kiếp sinh ra chỗ nào, hoặc là tu hành hoặc là chỗ ở, thường gặp quyến thuộc hòa thuận, chẳng phá hoại sự tu hành, khiến cho hành giả an lạc tĩnh tâm tu đạo. Chánh pháp của chư Phật ba đời nói ra, dùng niệm thanh tịnh thọ trì tất cả Phật pháp, hết thuở vị lai siêng tu hạnh Bồ Tát, thời khắc không ngừng nghỉ, chẳng có tâm chấp trước, đại hạnh và đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền tăng trưởng đầy đủ, đắc được nhất thiết trí huệ, làm đại Phật sự, thành tựu hết thảy thần thông tự tại của Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Trà nương thần lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Kim Cang Trà nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra 51 bài kệ dưới đây. Thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên khiến cho đại chúng trong pháp hội hoa nghiêm thấu hiểu rõ thêm. Đấng vô đẳng khắp trong mười phương chưa từng khởi lên tâm khinh mạn, tùy theo công đức nghiệp Phật tu lại còn cung kính sinh tôn trọng. Khắp đảnh lễ mười phương chư Phật chưa từng có tâm khinh mạn, đối với Phật không khinh mạn, đối với pháp không khinh mạn, đối với tăng không khinh mạn, đều cung kính lễ lại, tùy theo công đức và sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát tu cũng cung kính tôn trọng, đặc biệt kiên thành, chẳng có chút nghi hối nào, thì bám tam bảo sẽ đọa địa ngục. Tu tập tất cả các công đức chẳng vì chính mình và người khác, luôn dùng tâm tin hiểu tối thượng lợi ích chúng sinh mà hồi hướng. Bồ Tát tu tập tất cả công đức chẳng vì mình mà tu, mà là vì tất cả chúng sinh mà tu, thường dùng tâm tin hiểu tối thượng để lợi ích tất cả chúng sinh, đem đủ thứ căn lành tích tập được thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng chẳng thấy có tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, chưa từng tạm khởi tâm cao mạn, cũng chẳng sinh ra ý hạ liệt, hết thảy thần nghiệp của Như Lai Bồ Tát thỉnh vấn đều siêng tu tập. Bồ Tát chưa từng ở trong một niệm tạm khởi lên tâm cống cao ngã mạn, cũng chẳng sinh ra tư tưởng hạ liệt hoặc tâm ý đố kỵ. Đối với hết thảy thần miệng ý ba nghiệp của mười phương chư Phật, Bồ Tát đều thỉnh vấn kỹ càng, sau đó siêng năng tu tập.